Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thường trực Chính phủ gặp mặt các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu toàn quốc, phát động phong trào thi đua triển khai nhiệm vụ năm 2024, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết số 01 của Chính phủ. Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cùng 130 doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu trên toàn quốc. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, xác định năm 2024 là năm tăng tốc để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thảo luận, phân tích tình hình, đánh giá kết quả, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức hoàn thành nhiệm vụ của năm và thời gian tới. Trong đó, các bên liên quan cần xác định và phát huy vai trò dẫn dắt, tạo động lực truyền cảm hứng của doanh nghiệp nhà nước đối với nền kinh tế, khai thác hiệu quả tài sản, nguồn lực mà doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ, làm mới động lực cũ về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, đồng thời cần thúc đẩy các động lực mới về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, chăm lo đảm bảo đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, cạnh tranh lành mạnh, cùng phát triển, thúc đẩy hợp tác với đối tác nước ngoài. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp nhà nước tham gia sâu hơn vào thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng. Đặc biệt, các bộ ngành, doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện tái cấu trúc về quản trị, tài chính, đầu vào, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, phát triển các doanh nghiệp nhà nước thực sự là thành phần kinh tế chủ đạo của nền kinh tế. Sau những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trên các tuyến cao tốc trong thời gian vừa qua, sẽ có 5 tuyến cao tốc 2 làn xe được nâng cấp, mở rộng hoàn chỉnh lên 4 làn xe, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là điểm đáng chú ý được Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 2 tháng 3. Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo mở rộng, nâng cấp các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương rà soát, gửi báo cáo về Bộ Giao thông Vận tải. Với tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo và được cân đối bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương, phấn đấu khởi công mở rộng cuối năm nay, hoàn thành vào năm 2025-2026. Tuyến Hòa Lạc – Hòa Bình được giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình làm cơ quan chủ quản, đầu tư theo hình thức BOT. Hiện tỉnh Hòa Bình đã chấp thuận cho nhà đầu tư mở rộng dự án. Tuyến Yên Bái – Lào Cai do Tổng Công ty Đầu tư và Quản lý Đường Cao tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư đã có phương án mở rộng lên 4 làn xe. Với tuyến Thái Nguyên – Chợ Mới và Cam lộ – La Sơn, Bộ Giao thông Vận tải đang yêu cầu các ban quản lý dự án báo cáo, đề xuất phương án về vốn. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho hay, với các tuyến phân kỳ 4 làn xe hạn chế, không có làn dừng khẩn cấp, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, báo cáo các cấp có thẩm quyền để phân bổ nguồn vốn, triển khai hoàn thiện trong thời gian tới. Bộ Y tế đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan về dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi, trong đó đề xuất lộ trình nâng mức đóng bảo hiểm y tế theo hướng tăng tỷ lệ đóng từ năm 2025 để đạt tối đa 6% tiền lương cơ sở hoặc lương tháng vào năm 2035. Theo đó, 3 phương án được đưa ra là giữ nguyên mức đóng tối đa 6% như hiện nay, nhưng đưa lộ trình tăng vào luật sửa đổi. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, tiền đóng tăng lên 5,1%, lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2035, mức đóng tăng lên 6%. Phương án thứ hai là từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, mức đóng tăng lên 5,4%. Tới 1 tháng 1 năm 2035, mức đóng tăng lên 6%. Lộ trình này cũng làm tăng chi phí của ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, người lao động lẫn hộ gia đình. Phương án thứ ba là giữ nguyên quy định hiện hành mức đóng tối đa 6% như hiện nay, chưa tính đến lộ trình tăng nhưng giao Chính phủ quy định khi cần thiết. Hiện mức đóng bảo hiểm y tế theo luật bảo hiểm y tế năm 2008 quy định tối đa vẫn là 6% tiền lương tháng, nhưng thực tế áp dụng chỉ bằng 4,5% tiền lương tháng. Trong khu vực doanh nghiệp, người lao động đóng bảo hiểm y tế bằng 1,5% lương tháng, người sử dụng lao động đóng 3%, bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh, sinh viên bằng 4,5% lương cơ sở. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, người lao động sẽ có 2 đợt nghỉ lễ tiếp theo là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Tuy nhiên, thì cả 2 đợt nghỉ lễ này, người lao động đều không được nghỉ bù. Năm nay, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch rơi vào thứ Năm. Ngày 18 tháng 4 là ngày làm việc trong tuần, bởi thế người lao động chỉ được nghỉ duy nhất vào ngày này, không nghỉ bù. Đối với các ngày giải phóng miền Nam, ngày 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5,
Năm nay, lịch nghỉ lễ của hai ngày này đều rơi vào ngày giữa tuần. Đây cũng là các ngày làm việc trong tuần, nên người lao động nghỉ đợt lễ này sẽ không được nghỉ bù. Bởi vậy, dịp nghỉ lễ này năm nay thì sẽ ngắn hơn so với các năm trước. Chuyển sang các thông tin khác, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó có nội dung đề xuất nới điều kiện về thu nhập đối với người mua. Theo đó, đối với điều kiện về thu nhập của người mua nhà ở xã hội phải đáp ứng điều kiện thu nhập bình quân hàng tháng của người đứng đơn không quá 15 triệu đồng một tháng. Thời hạn xác định điều kiện về thu nhập trong 3 năm trước năm được xét mua. Như vậy, đối chiếu với quy định cũ thì mức thu nhập của người mua nhà ở xã hội được đề xuất tăng lên thêm 4 triệu so với mức quy định 11 triệu đồng một tháng như trước đây. Việc nới rộng một số điều kiện dành cho người thu nhập thấp không chỉ tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận tốt hơn với chính sách nhà ở mà còn giúp các chủ đầu tư mở rộng thêm khách hàng, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư kinh doanh, sẽ có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội mới được xây dựng, góp phần quan trọng giúp thị trường bất động sản phục hồi, tăng trưởng trở lại sau khoảng thời gian đình trệ. Ngày 3 tháng 3 hàng năm được Liên Hợp Quốc lựa chọn là Ngày Động Thực Vật Hoang Dã Thế Giới nhằm tôn vinh và ghi nhận tầm quan trọng của tất cả các loài động thực vật hoang dã đối với cuộc sống và sức khỏe của hành tinh. Tại Việt Nam, cùng với khung pháp lý chặt chẽ và những hành động quyết liệt mạnh mẽ từ chính phủ, tổ chức, những năm gần đây, thế hệ trẻ ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ động vật hoang dã với nhiều hoạt động thiết thực. Năm 2022, Nguyệt Linh đã tham gia viết sách cùng những người bạn của mình và cho ra đời hai cuốn sách về bảo vệ môi trường. Toàn bộ số tiền thu được đã dành cho các quỹ trồng cây bảo vệ rừng ở các địa phương. Chưa dừng lại ở đó, năm 2023, Nguyệt Linh đã lập ra câu lạc bộ Forever an Animal Love dành cho tuổi teen. Đến nay, câu lạc bộ đã lan tỏa giá trị tốt đẹp, bảo vệ môi trường tới cho hàng nghìn bạn trẻ khắp cả nước. Con đã có một số dự án cũng như là câu lạc bộ. Trong đó các thành viên đều là những người trẻ truyền tải cái thông điệp cũng như là truyền những cái thông tin, những cái thực trạng về môi trường bây giờ cũng như là cái sự cần thiết của việc bảo vệ động vật hoang dã đối với nhiều người hơn. Thế hệ Gen Z là các bạn, những người mà rất là năng động, các bạn rất là có sự sáng tạo rất là cao, cũng như là các bạn ấy thường dành thời gian để tìm hiểu về công nghệ, và từ đó thì các bạn ấy sẽ nắm bắt được những cái công nghệ mới cũng như là tìm ra được những cái cách để truyền tải cái thông điệp của mình tốt hơn. Người trẻ với năng lượng và sự sáng tạo của mình đã thực sự tạo nên những thay đổi tích cực trong công cuộc bảo tồn động vật hoang dã. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, một trong những tổ chức xã hội đầu tiên về bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam. Sự song hành của những người trẻ trong suốt hành trình 15 năm nỗ lực chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật đã góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu. Thường thường thì bọn em sẽ làm những cái chương trình về truyền thông. Ví dụ các bạn ấy cũng sẽ hay có những cái video quay giật cắp cắt quay để đăng lên TikTok này, đăng lên Story này. Thì nó sẽ chỉ là những cái mà vui nhộn thôi. Thế nhưng mà từ đấy các bạn ấy cũng sẽ chia sẻ được cái thông điệp bảo vệ động vật hoang dã của mình đến mọi người. Và khi mà chúng tôi sẽ cần có những cái bạn tình nguyện viên để có thể đi khảo sát, đi kiểm tra lại những cái vi phạm đấy để xác minh rằng là cái vi phạm đấy có còn diễn ra hay không. Và từ đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý những cái vi phạm đấy. Thì các bạn trẻ như các bạn tình nguyện viên của INV thì đóng vai trò là tai là mắt của INV tại các cái địa phương. Với nhiều hình thức khác nhau như tọa đàm, triển lãm, chạy marathon vì động vật hoang dã hay các cuộc thi vẽ tranh, với quy mô từ nhỏ đến lớn cũng đã được triển khai ở khắp các tỉnh thành, thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự. Con đã lên ý tưởng chính là mình vẽ về cuộc sống hàng ngày của những chú gấu ở chung cư, ở cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình. Mọi người đã chung tay bảo vệ gấu và không khai thác hay sử dụng mật gấu nữa. Với tình yêu động vật, ý thức gìn giữ bảo vệ môi trường, giới trẻ đã và đang góp sức chung tay hành động và lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã, không tự nhiên mà có. Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương công bố mới đây cho thấy, thương mại điện tử Việt Nam trong những năm qua ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Dự báo doanh thu và sản lượng bán ra trên các sàn bán lẻ trực tuyến B2C, doanh nghiệp tới người tiêu dùng của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong năm 2024, có thể đạt 650.000 tỷ đồng. Trong đó, 5 sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam có thể đạt hơn 310.000 tỷ đồng vào năm 2024, tăng trưởng 35% so với năm 2023.
Google Temasek Payment Company đánh giá Việt Nam là quốc gia nằm trong top có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á về mua sắm trực tuyến. Hà Nội, thủ đô hiện có 1.661 lễ hội, trong đó có 1.051 lễ hội được thông báo tổ chức trong năm 2024. Tính đến ngày 29 tháng 2, 405 lễ hội tại Hà Nội đã diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện tốt nếp sống văn minh. Năm 2024, công tác tổ chức lễ hội có nhiều nét mới, nhiều nơi đã áp dụng hình thức bán vé điện tử. Các quận huyện thị xã đã thực hiện số hóa, lắp đặt bảng có mã QR code, tuyên truyền giới thiệu về di tích, lễ hội, các nhân vật được thờ phụng, được thực hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Từ nay đến hết năm, tại Hà Nội còn diễn ra hàng trăm lễ hội. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết những phát sinh, tồn tại diễn ra trong lễ hội. Để tạo sự đa dạng cho sản phẩm du lịch thủ đô, Sở Du lịch Hà Nội đề xuất thời gian tới có thêm một số sản phẩm du lịch đêm tại nhiều điểm đến nhằm đẩy nhanh phục hồi, phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Sở cũng ban hành kế hoạch xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn thành phố, qua đó thu hút du khách chọn thủ đô làm điểm đến. Cụ thể, tại khu vực ngoại thành sẽ xây dựng mô hình hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, mua sắm, giải trí đêm, giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, điểm văn hóa ẩm thực Vân Đình tại làng nghề sản xuất hương, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa. Trong khu vực nội thành sẽ đưa chợ đầu mối hoa đêm lớn nhất miền Bắc tại Quảng An, quận Tây Hồ. Điểm giới thiệu trưng bày sản phẩm phục vụ khách du lịch và phát triển kinh tế đêm Hà Nội tại khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Việc du lịch Hà Nội tổ chức thêm 4 điểm du lịch đêm nhằm thực hiện đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành, đồng thời hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt trên địa bàn, qua đó thu hút du khách đến với thủ đô. Thưa quý vị, những năm gần đây, người cao tuổi ở Việt Nam tìm đến viện dưỡng lão có xu hướng tăng nhanh bởi mức sống, thu nhập của người dân được cải thiện và tốc độ già hóa dân số nhanh. Việt Nam hiện có khoảng 12 triệu người cao tuổi, chiếm 12% dân số. Dự báo đến năm 2030, theo Tổng cục Thống kê, số người cao tuổi sẽ tăng lên 17%. Vì thế, nhiều mô hình viện dưỡng lão đi vào hoạt động đã giúp cho người già được chăm sóc, không bị cô đơn. Sau 11 năm chồng mất, cũng là khi 6 người con đã trưởng thành với gia đình riêng, bà Nguyễn Thị Biển ở quận Hà Đông đã chọn viện dưỡng lão Diên Hồng là ngôi nhà thứ hai của mình. 4 năm ở viện dưỡng lão, bà luôn được nhân viên viện hỏi han, chăm sóc sức khỏe và phục vụ ăn uống khoa học. Cuối tuần rảnh rỗi, con cháu vẫn đến thăm chăm sóc bà. Mặc dù ở tuổi 94, nhưng bà vẫn minh mẫn, lạc quan, vui vẻ. Mình không về Tết, nhưng mà đi đâu cũng nhớ về Diên Hồng. Mong về nhà, vì nhớ cái giường của mình nhá, nằm nhá, rồi các cái sinh hoạt của mình nó quen rồi. Nếu có điều kiện, tất cả các cụ ở các hoàn cảnh mà có thể thì nên vào dưỡng lão. Cái thứ nhất là sướng cho thân mình. Cái thứ hai là giải phóng sức lao động cho con cháu. Và cũng là để cho con cháu nó có cơ hội, nó tham gia xã hội mạnh hơn, làm nhiều việc tốt hơn là mẹ ở nhà để giữ chân rồi thì lo mẹ ốm, lại đau rồi các thứ. Đặc biệt, vợ chồng già như gia đình bà Nguyễn Thành Sơn, quận Thanh Xuân, có 2 con gái đều định cư nước ngoài. Những người con đều muốn đón bố mẹ sang ở nhưng ông bà chỉ thích sống ở Hà Nội. Mặc dù nhà cao cửa rộng nhưng ông bà vẫn quyết định vào viện dưỡng lão. Bởi nơi đây, ông bà cao tuổi không chỉ được chăm sóc về ăn uống dinh dưỡng khoa học mà còn chăm sóc sức khỏe, vận động vui khỏe như thế này. Lúc đầu chúng tôi cũng có định là ví dụ như thuê nhờ một cái cô nào đấy, nhưng mà sau nghĩ là vào đây nó vui vẻ. Ở đây có cái sinh hoạt từng thời kỳ, từng tháng một ấy. Trước đây là coi như tổ chức lên hội trường ca hát rồi kể chuyện, làm thơ, đọc thơ. Bên cạnh cái việc mà tạo ra một không gian sống cho người cao tuổi gần gũi thân thương như ở nhà, ví dụ như là việc trang trí phòng ốc này, hay là đều có nơi có khu tâm linh để các cụ có thể thờ cúng vào những ngày rằm, ngày lễ Tết, thì chúng tôi rất quan trọng các hoạt động vào trong ngày lễ Tết, ví dụ như là ngày của mẹ, ngày của bố, là cái nơi mà
người cao tuổi và con cái của người cao tuổi có thể kết nối với nhau tại viện dưỡng lão. Đấy họ coi như là ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đó người cao tuổi cũng như người nhà của người cao tuổi được tham gia những cái hoạt động cũng như những cái trải nghiệm mà có thể là ở nhà họ chưa có thời gian để dành cho bố mẹ. Nhiều ông bà đã gắn bó với viện dưỡng lão như ngôi nhà thứ hai của mình. Nơi đây đã tạo không gian chung với nhiều hoạt động ý nghĩa cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Và con cái vẫn quan tâm, theo dõi, tôn trọng sự lựa chọn của bố mẹ mình.